Công an huyện Kim Động vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ một đối tượng, thu giữ hơn 138 gram ma túy tổng hợp. Cụ thể, vào hồi 5 giờ sáng qua ngày 18 tháng 12 năm 2023, tại một nhà nghỉ thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, Công an huyện Kim Động bắt quả tang Nguyễn Văn Công, sinh năm 1990, trú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ trên người đối tượng một túi ni lông có chứa tinh thể rắn màu trắng. Qua giám định, xác định là ma túy dạng ketamin, trọng lượng 59,561 gram và 200 viên nén màu vàng. Qua giám định, xác định là ma túy dạng metafetamin, trọng lượng 79,297 gram.